Mình mua xe cũ thì nó đỡ hơn một tí. Cái mở hàng em cũng nói cao, em nói vừa vừa đi anh chị dễ mua. Cái quay này thì còn 2 ký hạ nguyên, riêng nguyên con luôn. Dạ, cái mẫu này hơi cao chị. Mẫu này là bánh mâm mà rửa ít ít. Xe này đẹp lắm. Cái này thì nó cao hơn nữa, cái này là mẫu mới hơn. Nó có cao thì tầm cũng cỡ 13 mấy nữa lại thôi. Em thì em bán dòng xe mà đi làm vừa tiền thôi. Dạ. Này muốn coi như là đen nhà mấy chiếc đen rồi. Dạ, anh chị coi đi. Cái này thì RS thì nó trước wifi nhưng mà nó cũng bền lắm. Nó giá tiền nó rẻ hơn một tí. Này em bán 10.500.000. Máy móc em bảo hành cho anh 1 năm. Quá này chắc chưa có đi ra gì. Dạ không, nó có Honda này chất lượng lắm. Em bảo hành cho anh hết. Ví dụ anh đi vỏ bánh mòn anh tự thay, nhưng mà cái máy có vấn đề gì thì tới em. Đó thì quay giống nhà đó. Nhà thì nó ít xong một mình em gợi ít nha. Chị chạy một thời gian mà chị không xài, nó dụ bá đi học xong rồi chị không xài nó đem gửi lại cho em, lỗ tầm cỡ 2 triệu đến 1 triệu rưỡi à. Còn máy thì em đã mô hành rồi. Chị cái này nhỏ vậy chứ nó bền lắm á. Anh nhìn cái niền nó từ xưa giờ mà cái niền Gucci còn nguyên si nè. Nhìn nó sáng ghê. Cái niền rin luôn. Em bữa đây em bán xe là em không có dọn xe đâu. Mấy chỗ khác thì người ta dọn mới lên, ở đây em bán em dọn. Em bán xe đi. Em bớt ít lắm, tại vì bữa hàng bữa sáng em dám kêu cao. Em kêu cao là sợ anh sẽ nhận, anh không có mua nổi. Ví dụ em kêu vừa vừa để cho anh dễ xài, dễ mua. Nào. Đó. Khá giá chứ sao còn giá được. Dạ cái đó là QA chị, QA mẫu mới chị. Không, cái đó nó cao hơn một tí. Cái này 10.5, cái đó 11 năm. Cứ chị coi cái nào đi, nổ máy cho nghe rồi chị muốn về thử à. Bên em bán xe em cho thử hết mà. Cứ ra ngon thì mua mà, dở thì chị đừng mua. Không sao hết. Em mới mở hàng chiếc rồi đó. Mua cho nhóc đi học rồi lấy không đâu. Nó có đó 10.500.000. 10.500.000 mấy ngày cho cháu đi là vui luôn. Nó nổ máy cho. Nổ máy cho anh nghe. Mấy con mở, mời đi. Dạ em mở hàng tại vì em không dám kêu cao chị nha. Thật. Tại lúc nào buổi sáng cũng vậy á. Anh nghe cái máy nổ em ghê không? Rồi 10 triệu rồi ấy luôn. Trời ơi anh còn trả giá em nữa chết luôn. Có làm nhầm không? Lại chú đây luôn. Bán sổ lấy tiền mình mua luôn khách. Dạ thì anh nói. Cái hậu không? Đó có rồi đó mấy tiếng đó. Dạ. Anh về cho em xin cái chứng minh nhân dân á. Để em làm giấy tờ cho. Anh thử xe chạy thử. Đó cứ chờ vô đi. Anh cứ thử giữa anh để lại cho em mà em nói thật. Anh nghe chị nghe tiếng máy chưa? Nó đường nổ nè. Ủa mà đâu cần lấy giấy tờ vô, lấy cái bình giấy tờ vô. Nó đường nổ nè, thì thầm không? Nó anh nghe cái tiếng xe nó nổ đã không? Trời nó rẻ quá mà. Ô xe đó chạy bảo hành 1 năm thoải mái mà sử dụng, đi đã bây giờ 2 năm lỗ 2 triệu rưỡi. Rồi nghe nè. Rẻ. Rẻ hả? Rẻ quá mọi người ơi. Chờ xíu quay lại rồi mày chở tao qua chạy về luôn. Không. Không. Mày chở tao qua bên chỗ mua xe đó. Để đó đi chạy qua lấy chứ. Tao chạy về để luôn. Để đó bên Phước hả? Rồi. Đi qua lấy giấy về ra phía cũng được. Đây mày về đây viết. Dạ dạ anh đi đi. Chị ở đây cũng được.
Dạ. Có gì không chị? Em bảo hành đi chị yên tâm đấy, cái niềng riêng của nó đó. Cái niềng cu si hồi xưa giờ chị biết cái xe này nó cũng lao lắm rồi mà nó còn chạy. Anh chị thử đi, anh chị thử không? Đề có sẵn rồi đó, anh muốn chạy lên chạy. Chị cứ yên tâm, nhìn xe em thì nó số 6 vậy thôi chứ đồ riêng hết luôn. Không lai một cái gì hết, từ một con ốc luôn. Rẻ quá. Xe dạy mà có 10 triệu bạc. Ở trên đó người ta toàn dọn xe không mà ở đây em có người làm. Phải cũng 10 triệu nhưng mà chưa có hai bớt. Chị biết sao không? Tại nhiều lúc người ta mua xe nó bể đồ tùm lum cái gì cái người ta sơn lại, chị nhìn nó đẹp vậy thôi chứ cái máy không có tốt. Ở đây em dám bảo hành chị một năm là chị biết rồi. Ví dụ chị đi giỏ bánh mồi chị tự thay nhưng mà cái máy móc mà có vấn đề gì là chị lại cửa hàng nha. Em bảo hành hết. Rồi chị em chị đi một thời gian sau chị không xài nó rồi chị muốn đổi xe mới lên cho cháu thì cứ lại đó để em xe cũ lại cho rồi chị thêm tiền thì đổi xe nó lại lỗ ít lỗ tầm cỡ 1,5 triệu đến 2 triệu đổ lại chúng mình là chị mướn cái xe chị đi thôi mà xe đó cái mẫu đầy đủ này có ký không ạ? Thì bây giờ em mới ký bên đó em bỏ qua chị ký thì nó cũng rẻ lắm không mà chị ở người đông giờ qua này là giờ đúng rồi ở đây 100 hay 110 đó cái này hả cái này là quay 100 dạ cái này nó là quay RSX mẫu trước cái thời này nó ra cũng lâu rồi chứ không phải dạ. Nhưng mà nó bền lắm nó Honda nó không có lỗi nhiều đó chị bây giờ chiếc Alpha hồi xưa chị mua có 13 triệu mà bây giờ mà xe đẹp thì vẫn bán được 16-17 nhà chiếc RSX 110 ở đây là em chuyên bán cái dòng xe để cho vừa túi tiền người ta đi làm thôi cũng xe ga thì em cũng có nữa mà ít hơn còn em chủ yếu là bán mấy cái dòng xe nào.